kim cương nè chị. Quanh có một viên. Đúng rồi. Cái chiếc của chị nè. Cái đó. Chiếc trúng vàng rồi nó không kêu. Dạ đúng rồi. Nó kêu cái tiếng khác. Dạ đúng rồi. Cái tiếng danh còn kim cương thì nó lâu. Mình đi em thử. Nó không có tín hiệu. Không có tín hiệu. Ví dụ như thử đá CZ. Cái cặp này đang đứng đó nè. À. Còn cái nhẫn của anh á, mới nãy chưa, cái nhẫn của anh á, nhẫn của anh em cũng biết rồi. Dạ. Ờ, dạ. Cảm ơn.